chào quý vị các bạn. Và ngày hôm nay thì bên công ty mình tiếp tục thanh lý hai đôi loa. Bên tay phải đây là loa Nestle PS15, bên trái là loa B3. Đây là dòng loa 4 tấc được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện. Thì đây là cái Nestle này. Dòng này thì nó toàn bộ là hàng mới nha quý vị. Hàng mới thì trong quá trình vận chuyển về thì nó bị cháy xước và bị móp một chút xíu. Thì hôm nay thì mình sẽ thanh lý nhanh. Loa Nestle 4 tấc PS15 thì nó rất là nổi tiếng rồi. Giá đang bán là 10.700.000 và hôm nay thì mình sẽ thanh lý nhanh với giá 8.200.000 nha. Số lượng chỉ có một cặp duy nhất thôi. Đây là loa B3, B3X15i. Thì dòng này thì bên mình đang thanh lý với giá 8.300.000 trên một cặp ha. Dòng này thì đây, nó bị hơi cấn một xíu ở đây. Toàn bộ là hàng mới hết nha quý vị. Hàng mới nhập nguyên đai nguyên kiện. Âm thanh cực kỳ chất luôn. Đó. Loa Nestle thì đây nó hơi bị móp cái lưới một xíu. Đó. Trên thì hơi bị chảy một xíu. Còn toàn bộ thì nó là mới hết toàn bộ. Dòng Nestle thì tiếng rất là sáng và rất là gọn. Dòng B3 thì đặc biệt của B3 thì tiếng bass rất là lực. Toàn bộ thì hai đôi loa này đều là loa 4 tấc hết nha quý vị. Mẫu Nestle thì nhỏ gọn, còn mẫu B3 thì lớn hơn một xíu. Bây giờ mình sẽ quay phía sau. Cái B3 thì đây, bên thùng nó có chạy chữ B3 lên trên thùng luôn. Bên này là Nestle. Rồi, và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với công ty mình theo số hotline trên video ha. Mình xin nhắc lại là cái giá này là giá bên công ty mình bán thanh lý nhanh nha. Hàng mới hết toàn bộ. Loa Nestle thì bên mình đang bán với giá là 8.200.000 một cặp. Còn loa B3 thì bên công ty mình đang bán với giá là 8.300.000 trên một cặp. Số lượng mỗi loại chỉ có một cặp thôi. Đây chỉ có một cặp đây thôi ha. Và bây giờ thì mình sẽ test thử âm thanh cho quý vị và các bạn cùng nghe ha. Nestle PS15 và loa B3X15i. Được hai dòng này được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện ha. Thì đang thanh lý Nestle PS15 giá 8.200.000 và B3X15i giá 8.300.000. Toàn bộ là hàng mới nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó bị chảy một chút xíu thì bên mình sẽ thanh lý nhanh. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên công ty mình theo số hotline trên video nha. Số lượng mỗi loại chỉ có một cặp thôi. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.